Dạ vâng, em Trinh Trang Honor Day xin kính chào toàn thể các bác cùng các anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc. Nay tiếp tục với video mới thì em test và giới thiệu với toàn thể các bác cùng anh chị em trên toàn quốc là hai chiếc Equalizer sử dụng phối ghép kết hợp làm rè cho các cái bộ bao hoặc là đẩy âm ly, phối ghép chỉnh âm sắc trong các bộ dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke. Thì xin giới thiệu với toàn thể các bác và anh chị em, đây là hai cái sản phẩm rè được hãng Kenwood thiết kế và sản xuất tại Nhật Bản và Singapore. Thì như các bác và anh chị em đang theo dõi thì cái chiếc bên trên là cái chiếc em đang phối ghép chỉnh cùng với một chiếc âm ni ma răng đang đánh ra một cái cặp loa JBL825. Thì đây là cái model KC2007 được sản xuất tại Singapore, sử dụng nguồn điện là 100V, công suất là 15W các bác cùng anh chị em nhé. Hãng thiết kế là toàn bộ mặt phay nhôm đen. Ở cái model 2007 này thì hãng thiết kế là bên trái là cái hệ thống mặt nháy lưu mưa rơi rất là đẹp đấy, và ở giữa là các cái phím mềm chỉnh các cái giải âm sắc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái phím mềm chỉnh các cái giải âm sắc rất chi là hay. Và bên dưới là các cái ngõ tín hiệu vào. Các bác cùng anh chị em lưu ý là tất cả các cái hãng thiết kế về cái sản phẩm rè thì đều thiết kế là có một cái đặc điểm chung là rất nhiều cái ngõ vào. Đầu tiên là CD, Polo, Tuner, AUX1 và 2, Tab 1 và Tab 2. Đấy. Và đây là cái volume chỉnh tách loa. Và đây là cái volume chỉnh to nhỏ các bác của anh chị em nhé. Volume chỉnh to nhỏ. Và ở ngoài cùng này là công tắc chỉnh chế độ low lướt. Ấn vào nhả ra các bác của anh chị em nhé. Ở cái model 2007 này thì hãng thiết kế là về đặc trưng là toàn bộ lọc phím mềm, sử dụng các bác cùng anh chị em là chỉnh lưu nhớ và chỉ việc nghe trong các cái lần nghe nhạc lần sau. Và bên trong máy đây, xin giới thiệu với toàn thể các bác cùng anh chị em, đây là cái minh chứng vì sao mà tất cả các cái hãng trên toàn quốc là thiết kế ra các cái sản phẩm rè và Equalizer là có cái thương hiệu và cái chỗ đứng chiếm lĩnh được rất nhiều các cái thị phần trên toàn quốc. Thì bên trong này, ở cái hãng Kenwood này là hãng thiết kế là toàn bộ bên trong máy này, các bác cùng anh chị em lý này, bên trong máy là linh kiện dày đặc luôn, linh kiện dày đặc luôn, toàn bộ linh kiện cao cấp, hệ thống xử lý âm thanh dày đặc luôn. Bên trong các bác cùng anh chị em đến máy em bao zin bản từ An Z này, đấy, toàn bộ dày đặc luôn, nguồn rất to, các bác cùng anh chị em, nguồn to như âm ly luôn, và đôi tủ động nguồn, toàn bộ máy bên trong các bác cùng anh chị em đấy này, và đằng trước này đây các bác cùng anh chị em này, em dựng lên này. Đấy, các bác của anh chị em đấy này. Đấy. Tất cả 1, 2, 3, 4, 5. 5 mặt các bác của anh chị em nhé, là linh kiện dày đặc luôn. Máy rất đẹp, toàn bộ linh kiện cao cấp. Đằng sau đây, đằng sau thì em quay luôn đằng sau các bác của anh chị em theo dõi cho dễ này. Đấy, đằng sau là đất rất đơn giản này. Nguồn điện 120V các bác của anh chị em nhé. Cái dòng này 120V này, dòng xuất Mỹ các bác của anh chị em nhé. 120V này, sản xuất tại Made in Singapore. Tất cả các ngõ tín hiệu vào, ngõ tín hiệu vào và ngõ tín hiệu ra. Một cổng line nguồn ra các thiết bị khác các bác của anh chị em nhé. Thì vừa rồi em đã giới thiệu về cái sản phẩm 2007 bên trên, và tiếp theo là cái sản phẩm 2006, model 2006 bên dưới. Thì ở cái model 2006, cái model 2006 này là cùng của hãng Kenwood sản xuất, nhưng mà cái này là theo em nghĩ thì là cái này là nó sản xuất trước. Đấy, theo như em hiểu biết thì nó là sản xuất trước. Thì cũng giống như cái model bên trên, là sử dụng là một cái hệ thống đèn nhà mặt nháy rất đẹp, và bảy cái cần giải chỉnh âm sắc thì ở cái model bên trên là các cái phím chỉnh mềm, phím G, bên dưới là cái cần chỉnh cơ và tất cả các ngõ tín hiệu vào. Đấy, Polo CD Tuner AUX1, AUX2, Tab 1, Tab 2, và volume chỉnh to nhỏ low lướt này. Và ở cái model này thì lại có cái chức năng hiện đại hơn ở cái bên trên. Hai cái model sản phẩm phối kết hợp đan sen, đan độn giống nhau và khác nhau.
cái rất hiện đại về cái lĩnh vực này và lĩnh vực khác này. Ở bên trên thì cái volume chỉnh cân loa, thanh loa, cân loa bên trái bên phải bằng volume chỉnh cơ, còn ở cái bên dưới là bằng phím mềm chỉnh này, các bác của anh em để ý này. Đấy, cái model bên dưới này là hãng thiết kế nguồn điện là sử dụng là 110 và 220V các bác của anh chị em nhé, 110 và 220V. Toàn bộ chức năng chỉnh cũng giống như cái sản phẩm bên trên, chất âm rất hay các bác của anh chị em nhé. Hàng em bao đẹp trên 95%, bao cho bác của anh chị em là máy zin bản đẹp trên 95%, sử dụng phối ghép với tất cả các cục bao hoặc là các cái cục âm ly, cục đẩy, nghe nhạc và hát karaoke rất tốt các bác của anh chị em, nghe hay bài đẹp các bác của anh chị em nhé. Xin mời các bác của anh chị em cùng chú ý lắng nghe một đoạn nhạc em test này. Các bác của anh chị em để ý là em sẽ tắt cái chế độ dè đi này. Các bác của anh chị em để ý nhá, em tắt này. Đấy. Các bác phát hiện được ra rất chi là chênh lệch về cái âm sắc khi mà tắt cái chế độ dè đi các bác của anh chị em nhé. Khi tắt đi thì các bác của anh chị em lưu ý là cái volume chỉnh to nhỏ vẫn có tác dụng. Đấy, nhưng mà toàn bộ là cái âm thanh là nó ra là các cái giải bass trung tép, trung âm, trung trầm, trung tép là nó sẽ khác rất nhiều luôn các bác của anh chị em nhé. Nó giảm đi và nó tối hẳn đi rất nhiều. Đấy. Rồi em bật lên này. Đấy, cái chất âm nó khi không chạy qua nó và chạy qua nó thay đổi rất nhiều các bác của anh chị em nhé. Và vừa rồi thì các bác của anh chị em cũng đã theo dõi cái video em Trinh Trang AudioD là test và giới thiệu hai cái sản phẩm Equalizer và kết hợp làm dè phối ghép vào tất cả các bộ bao omni nghe nhạc và hát karaoke nổi tiếng hãng Kenwood với model là KC006 và 2007, hàng được sản xuất tại Nhật Bản và Singapore. Các bác cùng anh chị em có nhu cầu sử dụng một trong hai cái sản phẩm này thì xin mời các bác cùng anh chị em liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ trên Trinh Trang Aurade, địa chỉ quốc lộ 38 Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương, điện thoại 0967 697 99 và 0976 757 89. Em ship hàng toàn quốc theo cầu. Các bác cùng anh chị em lưu ý là hai sản phẩm này em bán ra là một chiếc là 4,5 triệu và một chiếc 6 triệu các bác cùng anh chị em nhé. Bao hàng đẹp, zin bản, chất âm hay, nghe hay, bày đẹp. Các bác cùng anh chị em có nhu cầu thì xin mời các bác cùng anh chị em liên hệ trực tiếp với em để được sở hữu một trong hai sản phẩm này. Và cuối cùng xin cảm ơn, xin chào hẹn gặp lại toàn thể các bác cùng anh chị em trên toàn quốc vào các video clip gần đây nhất do Trinh Trang Aurotest và giới thiệu các sản phẩm thanh nhạc và hát karaoke. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.